Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiều người dân ở cả một khu vực rộng lớn bao gồm thủ đô Tokyo, vùng Kanto và Kyushu của Nhật Bản đang thấp thỏm chờ đợi những thông tin liên quan đến một trận động đất rất mạnh dự báo sẽ sớm xảy ra. Trong bối cảnh đó, một cơn bão rất lớn sẽ tấn công vùng đông bắc nước này. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, cơn bão lần này có tên gọi là bão số 5 là cơn bão rất mạnh kèm theo một lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay. Hiện nay, bão đang di chuyển theo hướng bắc, dần tiếp cận vùng đông bắc Nhật Bản và không hề suy yếu đi. Từ chiều 12 tháng 8, tại tỉnh Iwate đã xảy ra mưa lớn với lượng mưa vượt qua mức trung bình của tháng 8 hàng năm tại khu vực này. Điều đáng lo ngại là toàn bộ khu vực đông bắc Nhật Bản, nơi sẽ trở thành tâm bão, vẫn đang phải khắc phục hậu quả của đợt mưa lớn kéo dài Gây lũ lụt cục bộ suốt từ giữa tháng 7 vừa qua. Cơn bão này sẽ không chỉ cản trở các hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ mà sẽ còn làm nghiêm trọng thêm các thiệt hại về người và của cho các địa phương nơi bão đi qua. Tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống bão giữa cơ quan khí tượng thủy văn và Bộ Giao thông Lãnh thổ Nhật Bản, ông Tachihara, Siichi, trưởng phòng dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cho biết: "Hiện nay, bão đang đến gần phía bắc Nhật Bản và sẽ đổ bộ vào đất liền tại nhiều nơi, trong đó trung tâm là khu vực đông bắc sẽ có mưa dữ dội trên 300mm và cuồng phong. Tất cả mọi người cần đề cao cảnh giác. Những nơi bão đi qua, lượng mưa sẽ lớn kỷ lục. Mưa và gió lớn như vậy sẽ làm mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn với sạt lở đất, nước sông dâng cao tràn bờ, ngập lụt ở vùng trũng, gió lớn sẽ gây sập nhà. Tôi kêu gọi mọi người hãy đề phòng cẩn thận. Đại diện của Bộ Giao thông Lãnh thổ Nhật Bản cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc với cơn bão lần này. Bởi vì đến thời điểm hiện nay, tại khu vực Đông Bắc, đê điều, các đập ngăn nước và các công trình trị thủy, thủy lợi vẫn đang trong quá trình sửa chữa, gia cố sau đợt lũ lịch sử vừa qua. Ông Omatsu Satoshi, trưởng phòng môi trường sông ngòi cho hay, bão di chuyển với tốc độ chậm nên mưa sẽ kéo dài và sức tàn phá sẽ cao hơn. Đây đang là dịp lễ Obon, nhiều người dự định sẽ về quê hoặc đi du lịch. Tôi kêu gọi mọi người không đến gần sông ngòi, đặc biệt là tại khu vực Đông Bắc, nơi đang chịu nhiều thiệt hại do lũ gây ra. Mọi người cần nâng cao cảnh giác hơn nữa. Các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, nếu động đất mạnh xảy ra trong vài ngày tới đây theo đúng dự báo, Nhật Bản sẽ phải gánh chịu không phải là thảm họa kép mà sẽ là hai lần kép với hai cặp đôi nắng nóng gai gắt kéo dài cùng mưa lũ cục bộ và động đất mạnh song song với bão lớn. Theo đó, thiệt hại về người và của sẽ không thể lường trước được. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, GMA, một trận động đất đã xảy ra vào khoảng 12 giờ 29 phút giờ địa phương, tức 10 giờ 29 phút giờ Việt Nam, ngày mùng 10 tháng 8 ở phía nam biển Okhotsk, gần vùng duyên hải tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Không có cảnh báo sóng thần sau động đất. Nhật Bản hiện đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ xảy ra siêu động đất sau khi JMA ban hành cảnh báo sau động đất có độ lớn 7,1 ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Miyazaki ở rìa phía tây của dãy Nankai, làm rung chuyển khu vực tây nam nước này. Các chuyên gia cảnh báo nếu siêu động đất xảy ra, các đợt rung chấn mạnh kèm theo sóng thân cao có thể tàn phá trên diện rộng từ vùng Kanto ở phía Tây bao gồm Tokyo đến vùng Kyushu và Okinawa ở phía Nam. Thông báo của JMA liên quan đến rãnh Nankai, một rãnh đại dương. Đây là nơi cứ 100 đến 200 năm lại xảy ra những trận động đất có độ lớn lên đến 8-9 độ. Chính phủ Nhật Bản từng ước tính trận động đất lớn tiếp theo sẽ xảy ra trong vòng 30 năm tới với xác suất khoảng 70%. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng rủi ro vẫn còn thấp. Trước đó, một trận động đất có độ lớn 5,3 cũng đã làm rung chuyển khu vực Kanagawa gần Tokyo vào ngày 9 tháng 8, kích hoạt tính năng báo động khẩn cấp trên các thiết bị điện thoại di động và tạm thời làm gián đoạn hoạt động của tàu cao tốc. Hầu hết các nhà địa chấn học đều cho rằng trận động đất này không liên quan trực tiếp đến dãy Nankai vì hai khu vực này ở cách xa nhau. Các bài đăng giác lợi dụng tâm lý sợ hãi về khả năng xảy ra động đất lớn đang tràn lan trên nền tảng mạng xã hội X. Đài truyền hình NHK cho biết, các tin giác được ngụy trang dưới dạng các mẹo hữu ích liên quan đến động đất đang được đăng tải vài giây một lần trên X với các liên kết dẫn người dùng đến các trang web đen hoặc các trang thương mại điện tử. Nằm trên bốn mảng kiến tạo lớn, quần đảo Nhật Bản với 125 triệu dân chứng kiến khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm, hầu hết là các trận động đất nhỏ. Ngay ngày đầu năm nay, một trận động đất có độ lớn 7,6 và các dư chấn mạnh đã xảy ra trên bán đảo Noto, khiến ít nhất 318 người thiệt mạng, phá hủy các tòa nhà và nhiều tuyến đường giao thông. Giới chức Nhật Bản cũng đã kêu gọi người dân tránh tích trữ hàng hóa giữa lúc những lo ngại về khả năng xảy ra động đất lớn đã làm tăng vọt nhu cầu đối với các trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ thiên tai và nhu yếu phẩm hàng ngày. Theo thông tin được đăng tải trên truyền thông Nhật Bản, nhiều công ty bán lẻ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương cũng ghi nhận nhu cầu cao tương tự đối với các mặt hàng liên quan đến phòng ngừa thiên tai. Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, hơn 80.000 người ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này, đã được lệnh sơ tán do mưa lớn xảy ra trong những ngày gần đây. Theo các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Tứ Xuyên, mưa lớn đã xối xả chút xuống một số thành phố và huyện trên địa bàn kể từ ngày 9 tháng 8, gây ra lũ quét, khiến nhiều nhà cửa bị hư hại. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát để phòng ngừa các thảm họa thứ cấp do mưa gây ra, cũng như sơ tán người dân của các khu vực dễ bị lũ lụt. Trước đó, thành phố Khang Định thuộc tỉnh này cũng đã hứng chịu trận mưa lớn gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng. Nhà chức trách cũng đã nhận được báo cáo về ít nhất 27 trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích do thiên tai. Vừa qua, cơ quan nhà nước Trung Quốc phụ trách kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Bắc Kinh cũng như thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc ở lân cận. Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn sẽ chút xuống một số khu vực của khu tự trị nội mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, các khu vực khác ở Đông Bắc và lưu vực Tứ Xuyên. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kêu gọi các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn đẩy mạnh công tác kiểm soát lũ lụt trong giai đoạn này, sơ tán người dân, đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực, tạm dừng hoạt động của các cơ sở, dịch vụ. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán cũng duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Tứ Xuyên. Trong khi đó, Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 tại tỉnh Hồ Nam do lũ lụt tàn phá. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ để kiểm soát lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức ứng phó khẩn cấp nhất. Trung Quốc đang đối mặt với hàng loạt trận mưa lũ khắc nghiệt bậc nhất trong lịch sử kể từ khi hứng chịu siêu bão Gemi hồi cuối tháng 7. Theo Tân Hoa Xã, 87 con sông ở 7 tỉnh, gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông và khu tự trị nội mông ở miền Bắc Trung Quốc đã chứng kiến mực nước dâng cao. Mưa lớn ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc cũng đã gây ra ba vụ vỡ đê trong vòng chưa đầy 20 giờ và buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khi nước lũ vượt qua ngưỡng kỷ lục. Đối phó tình trạng thiên tài khắc nghiệt, Trung Quốc đã áp dụng các công nghệ cao như vệ tinh và radar trong công tác cứu trợ thiên tai. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.